Nga mở cánh cửa thép tiến vào Abdiivka. Ukraine nhận thêm viện trợ, OAT điều UAV tấn công trả đũa Nga. Tình báo Anh phát hiện động thái bất thường của Nga ở Kaliningrad. Thủ tướng Israel bất ngờ đến Gaza, Hamas thả con tin đợt 3. Hải quân Mỹ giải cứu tàu chở hàng bị tấn công tại Trung Đông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây, xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Cập nhật tình hình xung đột Nga-Ukraine, trang The Kiev Independent ngày 26 tháng 11 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, Nga tiếp tục chiến dịch phía thị trấn Abiyipka ở vùng Donetsk và đạt tiến triển đáng kể các binh sĩ Nga đã kiểm soát thành công tòa nhà cuối cùng trong khu công nghiệp quan trọng ở phía nam khu vực kiên cố sau nhiều ngày giao tranh dữ dội và đẫm máu. Các đoạn phim định vị địa lý được đăng mới nhất cho thấy, lực lượng Nga đã tiến về phía bắc Krasnogorivka, một khu định cư cách Abdivka 7 km về phía tây bắc. Một số blogger quân sự Nga đã đăng những đoạn phim cho thấy, một số binh sĩ Ukraine rút khỏi các vị trí trong khu công nghiệp ở sườn phía nam Abdivka, trong khi một blogger khác cho rằng lực lượng Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn khu công nghiệp. Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ của Nga ở phía đông và phía nam Novo Kalinove và gần Novo Bakhmutivka, Stepove, Abdika, Sevene và Pevomaske, tất cả các khu định cư trong phạm vi 15 km tính từ Abdika. Kênh Raba đưa tin, cách đây vài giờ, các binh sĩ Nga đã kiểm soát thành công tòa nhà cuối cùng trong khu công nghiệp Prokha, và tiếp tục tiến dọc đại lộ Yasinovataya ở phía nam khu vực kiên cố Abdipka sau nhiều ngày. Vào ngày 26 tháng 11, thì nguồn tin tình báo của quân đội Ukraine cho hay, quân đội nước này đã điều khoảng 35 UAV tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga nhằm trả đũa đợt tấn công bằng UAV trước đó của Nga. Các UAV của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Moscow cũng như ở Tula và Smolensk. Hãng TASS đưa tin, Nga tuyên bố đã bắn hạ 24 UAV của Ukraine và ngăn chặn đợt tấn công tại các khu vực Moscow, Tula, Kaluga và Bryansk. Nguồn tin cũng nhận định đợt tấn công này của Ukraine là tín hiệu với Nga rằng việc tấn công dân thường ở Ukraine sẽ phải gánh hậu quả. Trước đó, theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 11 cho biết, Nga đã phóng hơn 70 UAV tấn công tự sát kiểu Shahed vào Ukraine trong đêm trước đó. Hầu hết đã bị phía Ukraine bắn hạ. Thị trường Kiev Vitaly Klitschko cho biết vụ tấn công đã khiến 5 người bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi và làm hư hại các tòa nhà ở nhiều quận trên toàn thành phố. Moscow từ trước tới nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan thông tin nhằm vào dân thường Ukraine. Về sự viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov mới đây đã điện đàm và thảo luận về tình hình thực địa mới nhất, cũng như những ưu tiên viện trợ an ninh. Đặc biệt, ngày 20 tháng 11, ông Austin đã đến Kiev gặp Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Umerov, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Mới đây, Ukraine đã phát hiện ra đạn pháo dẫn đường bằng GPS của họ, đột nhiên bắt đầu chạch mục tiêu do hoạt động gây nhiễu của Nga. Điều tương tự cũng xảy ra với bom dẫn đường Zizam. Theo Economist, hầu hết sự chú ý đến những gì Ukraine cần cho cuộc đấu tranh kéo dài để giành lại lãnh thổ đều tập trung vào phần cứng, như xe tăng, máy bay chiến đấu, tên lửa, phòng không, pháo binh và số lượng lớn đạn dược. Tuy nhiên, một điểm yếu ít được thảo luận nằm ở cuộc đọ sức đặc biệt, đó là tác chiến điện tử EW, điều mà những người phương Tây ủng hộ Ukraine cho đến nay tỏ ra ít quan tâm đến việc giải quyết. Chuyên gia Seth Jones thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế một tổ chức nghiên cứu ở Washington cho biết, Moscow trong nhiều năm đã tập trung rất lớn vào việc sử dụng tổ hợp công nghiệp quốc phòng của mình để sản xuất và phát triển một loạt năng lực tác chiến điện tử ấn tượng nhằm chống lại các hệ thống được kết nối mạng cao của NATO. Theo Tổng tham mưu trưởng Ukraine, tướng Valery Zelensky, lực lượng của ông vẫn như đang dậm chân tại chỗ, giống giai đoạn đầu của cuộc xung đột khi chỉ có trong tay các hệ thống tác chiến điện tử cũ, chủ yếu thời Liên Xô. Ukraine phát hiện vào tháng 3 rằng đạn pháo dẫn đường GPS Excalibur của họ đột nhiên bắt đầu trệch mục tiêu do hoạt động gây nhiễu của Nga. Điều tương tự cũng bắt đầu xảy ra với bom dẫn đường JDAM mà Mỹ cung cấp cho không quân Ukraine, trong khi rocket tầm xa GMLRS do HIMARS dẫn đường cũng bắt đầu trượt mục tiêu. Ở một số khu vực, phần lớn các loạt GMLRS đang đi trệch hướng. Số lượng vẫn chiếm ưu thế hơn chất lượng, nhưng Moscow có lợi thế vượt trội. Bầu trời trên chiến trường giờ dày đặc UAV của Nga xung quanh Bakhmut. Binh lính Ukraine ước tính rằng đối phương đang triển khai số lượng UAV tấn công gấp đôi khả năng của họ. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Suomi của Phần Lan vào ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo cho biết nước này sẽ đóng cửa trạm kiểm soát cuối cùng ở biên giới với Nga nếu làn sóng tị nạn không được kiểm soát. Ông Oppo khẳng định nếu cần thiết Phần Lan sẽ đóng cửa biên giới phía đông tất cả các điểm trong đó và tập trung tiếp nhận yêu cầu tị nạn ở một nơi khác ngoài biên giới phía đông. Những người có nhu cầu có thể nộp đơn xin tị nạn tại sân bay Helsinki Vanta hoặc các cảng nhưng không phải ở biên giới phía đông. Ông cho biết tình hình ở biên giới với Nga khiến người Phần Lan lo lắng và chính phủ Phần Lan hiện đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Kể từ ngày 18 tháng 11, chính quyền Phần Lan đã đóng cửa 7 trong số 8 trạm kiểm soát ở biên giới với Nga. Phía Nga không loại trừ khả năng chính quyền Phần Lan có thể đóng cửa hoàn toàn biên giới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Krusko nhấn mạnh, việc làm này của Phần Lan sẽ làm tổn hại đến lợi ích của chính Phần Lan. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Peskov, quan điểm bài Nga mà các nhà lãnh đạo nước láng giềng hiện bắt đầu tuân theo là điều vô cùng đáng tiếc. Mới đây, tình báo quốc phòng Anh cho rằng, trong tháng 11, Nga đã chuyển các tài sản phòng không chiến lược từ tỉnh Kaliningrad để thay thế những tài sản bị mất trong cuộc chiến Ukraine. Đánh giá của tình báo quốc phòng Anh trên Twitter ngày 26 tháng 11 cho biết, dựa trên những chuyển động đặc biệt của máy bay vận tải Nga trong tháng 11 năm 2023, tình báo Anh cho rằng Nga có thể đã di chuyển các hệ thống phòng không chiến lược từ Kaliningrad để thay thế những hệ thống bị mất trong cuộc chiến với Ukraine. Những động thái này được chú ý khi Nga chứng kiến tổn thất gia tăng của hệ thống phòng công S-400 tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine vào cuối tháng 10 năm 2023 là tiền đồn ở cực Tây và giáp ba mặt với các quốc gia thành viên NATO. Nga coi Kaliningrad là một trong những khu vực nhạy cảm về mặt chiến lược nhất, Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra. Đánh giá tình báo trước đây của Anh cho rằng, những thách thức về hậu cần của hạm đội biển đen của Nga tại thành phố cảng Novobesk ảnh hưởng đến khả năng phóng tên lửa hành trình về phía Ukraine của họ. Trước đó, cơ quan tình báo quốc phòng Anh đưa tin, Nga đã tích lũy kho dự trữ tên lửa hành trình đáng kể trước mùa đông, và đồng thời đang định hình chiến trường trước một chiến dịch mùa đông tiềm năng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bà Mariana Bezukleya, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine vừa tiết lộ rằng ban lãnh đạo quân đội Ukraine hoàn toàn không có kế hoạch chiến lược cho cuộc xung đột đang diễn ra với Nga vào năm 2024. Vị quan chức này cho biết thêm, những người cấp cao nhất chỉ muốn huy động hàng chục nghìn người mỗi tháng mà không hiểu rõ nên làm gì trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow. Bà Bezuklaya viết trong một bài đăng trên trang Facebook của mình, đề cập đến chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny. Bà tuyên bố, vị tướng này hoàn toàn không có khái niệm về xung đột tiếp theo và khẳng định thêm rằng ông không có kế hoạch nào cho bất kỳ loại hình chiến tranh nào, dù lớn hay nhỏ, bất đối xứng hay đối xứng. Nghị sĩ cấp cao cho biết, Lập trường như vậy của giới lãnh đạo quân sự là một trở ngại lớn đối với các nhà lập pháp khi lập kế hoạch ngân sách quốc gia cho năm tới. Bà tiết lộ, các vấn đề đã gia tăng cả trong quốc hội và tại trụ sở ban lãnh đạo quân đội, ít nhất là kể từ mùa hè. Vào thời điểm đó, quân đội Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công quân sự quy mô lớn được tung ra vào đầu tháng 6. Chiến dịch này phần lớn không thành công vì nó không cho phép quân Kiev giành được bất kỳ vùng lãnh thổ lớn nào, nhưng lại dẫn đến tổn thất nặng nề cho phía Ukraine, cả về nhân lực và trang thiết bị bao gồm hàng chục khí tài do phương Tây cung cấp như xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Theo Bezuglia, tướng Zaluzini và các chỉ huy hàng đầu khác cho đến nay vẫn chưa trình bày bất kỳ kế hoạch chi tiết nào về huấn luyện, luân chuyển quân trong tương lai hoặc về nguồn tài trợ cần thiết cho một số lữ đoàn mới mà họ dự định thành lập. Thay vào đó, quân đội Ukraine chỉ tuyên bố đơn giản rằng họ sẽ cần phải nhập ngũ không dưới 20.000 công dân mỗi tháng. The Times of Israel Ngày 26 tháng 11 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thăm các binh sĩ tại phía bắc giải Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang tạm thời diễn ra trong ngày thứ ba. Tại chiến tuyến, ông Netanyahu cho biết, phía Israel vẫn đang nỗ lực hết sức để đưa các con tin trở lại và cuối cùng chúng tôi sẽ đưa tất cả trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng, cho đến khi chiến thắng. Không có gì có thể ngăn cản được và chúng tôi tin chắc rằng mình có sức mạnh, ý chí và sự quyết tâm để đạt được mọi mục tiêu của cuộc chiến. Nhà lãnh đạo tuyên bố ba mục tiêu của cuộc chiến là loại trừ Hamas, đưa tất cả con tin trở về và đảm bảo rằng Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel. Văn phòng thủ tướng Israel cho hay, nhà lãnh đạo đã thăm một trong những đường hầm của Hamas do các binh sĩ Israel phát hiện. Trong một diễn biến khác, tổ chức chữ thập đỏ bắt đầu tiếp nhận một nhóm con tin Israel và người mang các quốc tịch khác. Lực lượng Hamas cho hay, họ đã trao trả 13 con tin Israel, 3 người Thái Lan và 1 người Nga. Lực lượng phòng vệ Israel cũng được tổ chức chữ thập đỏ thông báo về việc đã tiếp nhận 17 con tin. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày, Hamas thả 50 con tin người Israel, đổi lại việc Israel trả tự do cho 150 tù nhân Palestine. Trong 2 ngày 24 tháng 11 và 25 tháng 11, người Hamas đã thả 26 con tin Israel, đổi lại 78 tù nhân Palestine. Về phía Hamas, trong thông báo phát đi tối ngày 26 tháng 11, lực lượng này cho biết họ muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên kéo dài 4 ngày kết thúc. Hamas nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu có những nỗ lực nghiêm túc nhằm tăng số lượng những người được trả tự do theo quy định trong thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, nội các thời chiến Israel hôm qua thảo luận về khả năng gia hạn ngừng bắn tạm thời với Hamas. Các điều kiện gia hạn ngừng bắn được cho là không thay đổi so với thỏa thuận ban đầu, nghĩa là Hamas sẽ trả tự do cho 10 con tin mỗi ngày. Tuần trước, thông qua vai trò trung gian hòa giải của Qatar, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 4 ngày, cho phép thả ít nhất 50 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở Gaza. Đổi lại, Israel đồng ý trả tự do cho các tù nhân là phụ nữ và trẻ em người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Đến nay, Israel và Hamas đã thực hiện 3 đợt trao đổi, với 58 con tin đã được Hamas trả tự do. Trong số con tin này bao gồm cả công dân nước ngoài như Thái Lan, Philippines, Nga hay Mỹ. Trong bài phát biểu hôm 26 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận việc Hamas trả tự do cho con tin người Mỹ đầu tiên kể từ khi Israel Hamas tuyên bố ngừng bắn tạm thời. Chủ nhân Nhà Trắng cũng ủng hộ gia hạn ngừng bắn ở Gaza. Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonia nhấn mạnh, Pháp hy vọng lệnh ngừng bắn được gia hạn cho đến khi toàn bộ con tin được trả tự do. Bà cho biết, chúng tôi đề nghị Hamas thả toàn bộ con tin, các bên nên gia hạn ngừng bắn cho đến khi đó. Theo bà, đến nay chưa có công dân Pháp nào được Hamas trả tự do. Ngày 26 tháng 11, tham mưu trưởng quân đội Israel tướng Haji cho biết, nước này sẽ nối lại chiến dịch quân sự ở giải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas kết thúc. Trong một bức thư gửi binh sĩ, tướng Halevi nêu rõ, lực lượng phòng vệ Israel đã tạo khuôn khổ để nhóm con tin là trẻ em và phụ nữ được trao trả trong thời gian tạm ngừng bắn. Khi khuôn khổ này hoàn tất, lực lượng phòng vệ Israel sẽ mở lại chiến dịch với quyết tâm tiếp tục giải thoát các con tin và giải thể hoàn toàn Hamas. Cùng ngày, phong trào Hamas cho biết, một trong những chỉ huy cấp cao của lực lượng này và ba thành viên cấp cao khác đã thiệt mạng trong khi chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào giải Gaza. Cụ thể, Ahmad al gandu chỉ huy lữ đoàn Ezzedin Al-Qasam của Hamas và Ayman Siyam, người mà truyền thông Israel cho là chỉ huy các đơn vị tên lửa của phong trào này đã thiệt mạng. Hai người còn lại chưa được nêu danh. Đây là một trong những lần hiếm hoi Hamas thông báo về tổn thất lực lượng kể từ khi bùng nổ xung đột. Thông báo ngày 26 tháng 11 của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không nêu rõ lý do từ chức, nhưng truyền thông địa phương đưa tin đã có những rắc rối trong quá trình cải tổ nhân sự trước đây tại cơ quan tình báo quốc gia. Ông Kim Kyo Hun, một nhà ngoại giao kỳ cựu có chuyên môn về các vấn đề Mỹ và Triều Tiên, lãnh đạo NIS kể từ khi ông Jun nhậm chức vào tháng 5 năm 2022. Văn phòng của ông cho biết, Tổng thống Hàn Quốc đã bổ nhiệm hai quan chức cấp cao của NIS vào vị trí cấp phó ngay lập tức. Ông vẫn chưa đề cử giám đốc mới, vị trí sẽ cần quốc hội chấp thuận. Thông báo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Giám đốc Kim đã nỗ lực tái lập vị thế của NIS với tư cách là một cơ quan tình báo an ninh hàng đầu của quốc gia, trong thời kỳ thay đổi chính phủ và xây dựng hệ thống hợp tác với các cơ quan tình báo của các quốc gia thân thiện. Theo truyền thông địa phương, việc nhiều quan chức cùng từ chức có vẻ liên quan đến các vấn đề quản lý nhân sự đang gây xôn xao tại cơ quan tình báo này từ tháng 6 năm nay. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy nhanh phát triển các chương trình vũ khí và đầu tuần này đã đưa thành công vệ tinh quân sự đầu tiên của nước này vào quỹ đạo. Các quan chức Mỹ ngày 26 tháng 11 cho biết, Hải quân nước này đã hành động sau cuộc kêu cứu từ một tàu chở hàng bị những kẻ tấn công vũ trang bắt giữ ở Vịnh Eden và hiện tại thì tàu đã an toàn. Công ty quản lý tàu xác định con tàu trong sự vụ mang tên Central Park chở axit phosphoric. Một trong những quan chức Mỹ giấu tên cho biết, tàu chiến USS Mason của Hải quân Mỹ đã phản ứng trước lời kêu cứu và tàu chở hàng này hiện đã được tự do. Theo Reuters, các quan chức Mỹ không cung cấp thông tin về những kẻ tấn công. Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công ở các vùng biển Trung Đông kể từ khi cuộc chiến tàn khốc giữa lực lượng Hamas ở Palestine và Israel bùng nổ. Sự vụ diễn ra sau khi lực lượng Houthi hùng mạnh ở Yemen bắt giữ một tàu chở hàng có liên quan tới Israel ở phía nam biển Đỏ vào tuần trước. Nhóm này cũng đã bắn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang vào Israel, đồng thời tuyên bố sẽ nhắm vào nhiều tàu Israel hơn nữa. Trong một tuyên bố, Zodiac Maritime cho biết, Central Park con tàu đang chở đầy axit phosphoric liên quan đến một vụ nghi ngờ là cướp biển khi đi qua vùng biển quốc tế, cách bờ biển Somali khoảng 54 hải lý. Axit phosphoric chủ yếu được sử dụng để làm phân bón. Tuyên bố cho biết, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của 22 thuyền viên trên tàu. Tàu do thuyền trưởng Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển có thủy thủ đoàn đa quốc gia, bao gồm công dân Nga, Việt Nam, Bulgaria, Ấn Độ, Georgia và Philippines. Houthi không lập tức đưa ra bình luận. Cùng ngày, cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh thông báo, họ đã biết về một vụ tấn công có thể đã xảy ra ở phía tây nam Vịnh Aden và kêu gọi các tàu khác thận trọng. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe trên kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.